để có thể là mua đất ở trong bốn ông thẻ quý vị. Thì sau đó ông nghe thầy nói vậy, cái ông bỏ số tiền ông đi, đi vào trong bốn ông thẻ, em ông tìm đi mua cái mảnh đất riêng cho mình. Nhưng mà mấy ngày sau thì ông trở về, ông đến tổ đình diện kiến đức thầy. Thì thầy nói ông Thương Quảng hổm rày đi đâu vậy? Cái ông Thương Quảng lúc này ông mới nói thưa, dạ thưa thầy, con nghe thầy nói ai mà sau này có mặt trong bốn ông thẻ là vinh diệu lắm, cho nên hổm rày con đi tìm đất để con mua thầy. Cái thầy nói này ông Thương Quảng, ông có xem hát không? Cái ông Thương Quảng nói dạ có thầy. Thầy nói bây giờ đó, khi mà tuồng mà người ta chưa có kéo màn ta hát đó, thì vào ra cổng ở cái gặp rạp hát đó như thế nào? Ông nói dạ thưa thầy, ai muốn vô vô, ai muốn ra ra thầy. Thầy hỏi gì chứ bây giờ đó, ông Hương Quảng nghĩ đi, cái lúc mà người ta kéo màn để người ta hát đó, lúc đó làm sao? Ông nói dạ thưa thầy, có vé vô mới được thầy. Thì thưa quý đồng đạo, đây là một cái trường thi mà tất cả mọi người, những người nào mà chúng ta đã quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, và hàng ngày đó chúng ta luôn lúc nào cũng nhớ đến lời dạy của Đức Thầy như là một món ăn pháp bảo không thể thiếu trong đời sống tâm linh của mình, thì quý vị đều nhớ một câu: trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Thì thưa quý vị, đây chính là Thất Sơn Linh Địa, là dùng đất Phật, phải không quý vị? Là dùng đất Phật mà Đức Thầy đã tiên liệu cho chúng ta nghe nhiều câu lắm. Thầy nói khởi bá tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Hay hoặc là Đức Thầy còn cho chúng ta biết nữa quý vị, trên năm non, phải không? Đức Thầy nói hiệp hòa nhau chờ đợi năm non kìa, hỏi ai? Kính thưa quý vị, đại diện cho đoàn đi tham quan viên núi giữa hai đoàn Cà Mau và Đồng Tháp, kính thưa cùng toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo kính mến, riêng kính các bậc đạo cao đức cả, quý thân hào nhân sĩ, quý vị thiện hữu trí thức cũng có mặt trong chương trình chúng ta trao đổi Phật pháp hôm nay. Thì thưa quý vị, khi mà đến diễn đàn mà nghe ông xứng ngôn viên ông giới thiệu mà lời thơ đâu mà nó tuôn chảy như là xuất mát, thì hơi rung. Nhưng mà rung thì rung, chứ cái tình cảm của tất cả chúng ta đạo chúng ta mà đã thể hiện qua cái tinh thần hiếu đạo, lúc nào cô bác cũng ủng hộ Phật pháp một cách rất là nhiệt tình, xin có tới 10 giờ mà cô bác 11 giờ cũng được, thì đó là cái điều mà con đáng khích lệ. Và quý vị biết một điều mà cái phước lành mà hôm nay mà chúng ta ủng hộ Phật pháp đó, không phải là riêng những cái người mà đến đây rồi bỏ công ra khổ khó học tập rồi trao đổi cùng cô bác anh chị em là có cái phước, mà tất cả mọi người ngồi ở đây á quý vị, chúng ta đều có được cái phước lành chia đều với nhau hết. Đức Thầy nói chưa chia rẽ phải đồng tâm lực, khô vọng vàng đánh thức bốn phương, chánh hưng Phật giáo học đường trên dưới trên hòa thuận chọn được quy nguyên. Cho nên bổn phận của mỗi chúng ta đó quý vị, ai cũng phải thọ nhận tứ ân, rồi từ đó đó chúng ta phải gắn gỗ đền đáp trong cái kiếp sống này. Cho nên qua đây đó thì hôm nay mừng cho cái duyên hội ngộ, quý cô bác anh chị em từ xa xôi nơi xứ đạo, nhưng mà hễ tới cái ngày vía của Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành thì tất cả chư quý đồng đạo chúng ta hợp nhau, em Đồng Tháp mà anh Cà Mau, thì đến ngày lễ hội cùng nhau chúng ta về ha. Thì thưa quý đồng đạo, để đền đáp lại cái công khó mà vượt hàng trăm cây số để chúng ta về đến Thất Sơn Linh Địa này, thì con cũng đem hết cái công sức của mình trong những ngày mà học hỏi thăm cứu phụng dưỡng, thì cũng làm món quà để rồi trao tặng cho tất cả chúng đồng đạo chúng ta trên bước đường tu tập. Nhận đời mang áo chiếc cơm thì tặng đời bằng cả tâm học thành cao, đó là cái tiêu chí mà tất cả những chúng con là những người con của Đức Thầy thì lúc nào cũng phải nhớ đến cộng bổn phận của mình là như vậy quý vị. Thì thưa quý đồng đạo, vừa qua quý cô bác anh chị em cũng nghe vị xứ ngôn viên giới thiệu là con trao đổi với cô bác anh chị em chúng ta bốn câu, và bốn câu đó nó không ngoài là chú ba, khi mà quý vị mà chưa có chuẩn bị cúng lại thì chúng mang cái loa đi nhắc từng người rồi quý vị. Thức dậy mà tầm đạo kiến bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Vậy thì cô bác anh chị em mình từ hồi mà phát tâm tới bây giờ, cô bác anh chị em nghĩ coi mình học cái bài gì để rồi mai này khi mà trống trường của thầy điểm lên á, thì chúng ta có đủ cái tiêu chuẩn để vào đó, bài vở phải thuộc lào lào chúng ta thi. Chứ nếu mà bây giờ cô bác anh chị em nói tôi con thầy, nhưng mà thầy nói bây giờ con của thầy, thầy dạy con cái pháp tu gì,
rồi kêu mấy thầy thức dậy tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Bây giờ trong trường đã điểm rồi ha, trường thi nó đã đến rồi, các con có thuộc bài không? Nó dạ thưa thầy không thuộc. Chèn ơi, một sự đau khổ cùng cực phải không quý vị? Không thuộc thì sao? Không thuộc thì đâu có giao vô được. Cho nên con nhớ cái chuyện này nè quý vị. Hồi Đức Thầy ra đời đó, có ông Hương Chủ Bó, ông là một cái người hương quản ở trong làng á. Ông mến mộ về tài đức của Đức Thầy, miệng nhất môi đầy văn tao nhã mà hạ bút thần thơ đã đề khai. Cho nên ông cảm đến cái đức độ của Đức Thầy, ông đến ông quy y. Rồi sau đó đó thì lần lượt ông đến Tổ Đình nghe Đức Thầy thuyết giảng, rồi thấy Đức Thầy trị bệnh cho nhiều người như vậy đó quý vị. Và tài năng xuất chúng của Đức Thầy, hễ hạ bút xuống thì Thầy viết một mạch đó, mấy trăm câu. Nhưng mà khi Thầy viết xong rồi Thầy đọc lại thì không có thiếu chữ nào. Cho nên ông lại càng cung kính Đức Thầy và ông đã trở thành đệ tử của Đức Thầy. Thì nghe Đức Thầy thuyết pháp rồi đó, Đức Thầy nói sau này đó, ai mà có mặt trong bốn ông thẻ là một cái điều vinh diệu vô cùng. Ông nói vậy hả thầy? Thiệt vậy đó hả thầy? Thì thưa quý vị, ông Hương Cả hồi đó mà đâu có thiếu gì về tiền bạc phải không? Cái khả năng của ông là dư thừa. Ông có xem hát không? Cái ông Hương Quảng nói dạ có thầy. Thầy nói bây giờ đó, khi mà tuồng mà ta chưa có kéo màn ta hát đó, thì vào ra cổng ở cái gặp rạp hát đó như thế nào? Ông nói dạ thưa thầy, ai muốn vô vô, ai muốn ra ra thầy. Thầy hỏi gì chứ bây giờ đó, ông Hương Quảng nghĩ đi, cái lúc mà người ta kéo màn để người ta hát đó, lúc đó làm sao? Ông nói dạ thưa thầy, có vé vô mới được thầy. Thì thưa quý đồng đạo, đây là một cái trường thi mà tất cả mọi người, những người nào mà chúng ta đã quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, và hàng ngày đó chúng ta luôn lúc nào cũng nhớ đến lời dạy của Đức Thầy như là một món ăn pháp bảo không thể thiếu trong đời sống tâm linh của mình, thì quý vị đều nhớ một câu: trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Thì thưa quý vị, đây chính là Thất Sơn Linh Địa, là dùng đất Phật, phải không quý vị? Là dùng đất Phật mà Đức Thầy đã tiên liệu cho chúng ta nghe nhiều câu lắm. Thầy nói khởi bá tánh rừng sâu có mặt, tuy u minh mà có đền vàng. Hay hoặc là Đức Thầy còn cho chúng ta biết nữa quý vị, trên năm non, phải không? Đức Thầy nói hiệp hòa nhau, chờ đợi năm non, kìa hỏi ai, giữ phận cho tròn, sau huynh đệ cũng có ngày hòa hiệp. Cho nên báo quý lắm phải không quý vị? Không phải dễ mà chúng ta được đi lên này đâu. Cho nên có nhân duyên lắm đó, chúng ta mới được đi về miền đất Phật, để đời chúng ta được văn kinh thính pháp như thế này, được sống với nhau trong cái tình hòa hảo đó, chúng ta luôn lúc nào cũng kính Phật nè, trọng pháp và mến tăng đó. Cho nên nó thể hiện được cái lòng hòa ái đó mà tất cả cô bác anh chị em này sau này đó quý vị chúng ta có cái phước đức nhân duyên vô tận lắm. Và nhất là từ nãy giờ con thấy cô bác nào là cúng lại rồi xây ngang á, chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật, mà niệm Phật vang rền hết, nghe cái âm ba nó hay làm sao đâu. Làm cho con nhớ lại thì ra đó Đức Thầy dạy cho chúng ta nó một câu lục tự thì nhà nhà bình an, huống chi là cô bác anh chị em chúng ta ngày nay niệm Phật, ngày mai niệm Phật, và đến cuối đời chúng ta vẫn niệm Phật. Thì xưa quý đồng đạo, chúng ta đã thực hiện được ba cái chờ của Đức Phật. Một là gì? Đức Thầy nói có thiện căn sớm lại cửa thiền câu niệm Phật, chờ ngày chung cuộc. Đó là cái chờ thứ nhất. Cái chờ thứ hai là gì quý vị? Mình ngồi ở đây nè, mình đang chịu cái cảnh mà cực khổ của cõi thế gian nó đang chi phối, thì bên kia Tây Phương thì Phật đang đợi chờ mình. Quý cô bác anh chị em bằng mắt thường chúng ta không có thấy, chứ thật ra trong tâm linh lúc nào đó Đức Phật cũng nhớ đến chúng ta hết, phải không? Các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi nhẫn nhớ. Nhớ ai quý vị? Nhớ chúng sanh, là nhớ tất cả chúng ta. Cho nên Đức Thầy nói thường cho biết là Phật Tây Phương, ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh. Làm gì quý vị? Rủ nhau niệm Phật đó quý cô bác anh chị em thấy không? Từ nãy giờ mà mình niệm Phật ở bên đây thì ở bển Đức Phật nghe rất là vui. Cho nên cao sen bá Tây Phương nuôi nợ cũng chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Cho nên bây giờ là có tiên giáo Phật mà mình cố gắng mình niệm Phật, sau này mình thành tựu được niềm tin rồi thì thưa quý vị còn cái gì bằng, phải không? Mãn kiếp học rằng sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cho nên bây giờ đó thì mừng cho cái duyên hội ngộ này, con cũng xin trao đổi cùng với cô bác anh chị em tại sao mà chúng ta phải là đi đến cái trường thi, rồi Đức Thầy phải khuyên chúng ta hãy thức dậy để tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Vậy thì chúng ta tầm bài gì? Và chúng ta thi cử mà thi ở đâu? Ai là người giám khảo chấm bài? Rồi trong khi đó đó,
cái người đậu thế nào ra và người rớt ra làm sao, thì đó là những cái điều mà cô bác anh chị em chúng ta cần lưu ý. Phải không quý vị? Để chú qua ông đọc câu giảng đó rồi cô bác anh chị em nói tôi cũng không biết thức dậy tầm đạo kiếm bài, mà tầm đạo kiếm bài ở đâu? Rồi bài nào đáp án ra làm sao? Thì thưa quý đồng đạo, Đức Thầy có một cái thiên sứ rất là đặc biệt. Thầy cho biết là nhằm chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi, phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ba. Cho nên thầy có bổn phận xuống đây, thầy khai mở cái hội Long Hoa sắp tới như quý đồng đạo. Cho nên do đó đó, cái hội Long Hoa là cái trường thi mà sao tất cả cô bác anh chị em chúng ta đều đến đây để chúng ta hiệp mặt. Cho nên Đức Thầy cũng đã cho chúng ta biết là khoa tràng lệnh mở hội thi, nên ta xuống bút dạy thì trần gian, chứ mình hồn giữa lâm sang thảnh thơi còn xuống thế gian làm gì. Đó, mình mới thấy được thầy, thì ra Đức Thầy có cái sứ mạng là thầy lập nên cái hội Long Hoa. Lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiện đức được là bao nhiêu, thì chính cái đó là trường thi. Nhưng mà hội Long Hoa lập ở đâu, trường thi ở chỗ nào, cái điều này rất là quan trọng. Nhưng mà không ngờ cô bác anh chị em mình đi du sơn rất là nhiều, mà mình có để ý rằng mình đã đặt một chân vào trong cái ngày hội đó không quý vị? Quý vị có nghĩ là hôm nay mình đi về cái ngày mai tương lai sau này, qua lời của Đức Thầy dạy dỗ, thì chúng ta sẽ đến được ngày hội ở nơi này? Quý cô bác anh chị em còn nhớ cái câu nào mà Đức Thầy cho biết là hội Long Hoa lập ở đây không quý vị? Câu mới nãy con nói đó, lầu đài lưu cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên giải dân tình minh đạo đức tu hành được thấy cảnh mộng lai. Lời Thầy dạy phải không quý vị? Rồi Đức Thầy nói trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Hay hoặc là trong Tứ Thánh cho biết là núi rừng trổ ngọc trổ ngà, Long Hoa lại trổ trên tòa thượng quân, năm ban ngục lá quế đơn, năm châu thụ hội, thất sơn vui dày. Phải không quý vị? Hiệp hòa giao chờ đợi năm non, kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sông huynh đệ có hài hòa hiệp. Sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tràn đến thi. Thì thưa quý đồng đạo, không khác ở đâu hơn chính là thất sơn linh địa, nơi trường thi mà chúng ta sẽ đến dự. Cho nên khi mà vào trong cái ngày trường thi này đó, thì tất cả chúng ta là đều là môn sinh. Nhưng mà môn sinh Đức Thầy dạy mình là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Ủa sao mà mình vẫn còn mình thức như vậy mà Đức Thầy phải kêu mình thức nữa quý vị? Mình thức nhưng mà thức trong cái tình trường mộng ảo. Phải không quý vị? Mình vẫn còn đam mê theo cái mộng thế trần này, nào còn danh danh lợi lợi tài tài sắc sắc, không có chịu tra cứu phân biệt cho rõ giả trơn. Ý thức sai lầm nhận không rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh, gặp chánh tưởng tà. Phải không quý vị? Thì tất cả chúng ta đều đeo đắm theo cái tuồng mộng ảo này rất là nhiều. Chúng ta mơ mộng nào là vợ đẹp con ngoan, lầu cao cửa rộng, nhà cửa phải thì nhiêu phú túc. Phải không? Lên xe xuống ngựa, mặc qua da phấn. Đó. Cho nên cô bác anh chị em cứ lo cơm áo gạo tiền như vậy đó, mà con người ta đó bị cái nghiệp nó chi phối chúng ta rất là nhiều, thưa quý đồng đạo. Cho nên cái ngủ của chúng ta quý vị, là chúng ta ngủ trong cái giấc mộng của thế gian. Mà Đức Thầy nhiều lần Ngài đánh lên cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Khi Thầy ra đời, Thầy đánh ba cái hiệu chuông. Lần thứ nhất cái Thầy rung chuông, rung nhẹ nhẹ vậy đó mà mình còn chưa tỉnh. Rung chuông lành bằng muôn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện tri kinh. Vậy mà năm 39 tới giờ đó mình chưa giác ngộ tu. Phải không quý vị? Mình tu bây giờ, mình mới giác ngộ đây. Có người thiện năm, có người 2-3 năm, có người thì mười mấy năm. Nhưng mà Thầy ra đời đến nay đó là biết bao nhiêu năm rồi, thấy không? Thưa quý đồng đạo. Cái thứ hai nữa, Đức Thầy không có rung chuông nữa. Rung chuông mà mình không có thức, Đức Thầy lại nện cái chuông. Nện gian một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Đó, không có rung nữa mà nện hơi mạnh mạnh chút vậy đó mà mình còn chưa tỉnh. Thấy không? Đến cái thời kỳ thứ ba này đó, Đức Thầy nói riết rồi đó. Trần thế không nghe, nào có khác trời. Chợ trưa đồ ế bán rẻ rề, ít kẻ hỏi mua. Cho nên lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, mà người láng giềng nghe tiếng kệ nhàm tai. Cho nên lúc này đó Thầy mới hối thúc mình bằng cái tiếng chuông cuối cùng. Thầy đánh luôn cái gì à, không có rung, không có nện nữa mà đánh luôn. Đại đồng chuông đạo bôn ngân, cho người say ngủ tỉnh lần giấc. Tỉnh chưa quý vị?
Lần thứ ba này nè, mới thấy cô bác anh chị em mình ai cũng có cái vẻ mặt nở một cái nụ cười tươi rói mà ngồi đây, bắt đầu mình mới nhớ ôn bài nghe quý vị. Vậy thì đó, sau khi mà cô bác anh chị em mình gác lại chuyện nhà, phải không quý vị, mình quên bao nhiêu điều thế sự nữa. Đó mình nhớ cái bài Ngọn Gió Thiền Môn Cuốn Bụi Hồng, lợi danh hai chữ mắt đờ trong, nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng. Tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến Long Hoa Hội để chầu Phật quà vui cõi đại đồng. Thì thưa quý vị, hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây đó, bắt đầu chúng ta thoát mê, bắt đầu tỉnh. Mà tỉnh là thức dậy mà tầm đạo kiến bài. Thì hôm nay cô bác anh chị em mình lo cái công việc ở thế gian nhiều quá, phải không quý vị? Bổn phận sự của chúng ta trong gia đình, nào là làm bà, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm cô, làm bác, rất là nhiều. Cho nên hàng ngày bổn phận của người cư sĩ canh điền chúng ta rất là bận rộn quý vị. Nhưng mà bây giờ nghe lời thầy, cái lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Cái cô bác anh chị em nhớ lại, hễ rảnh rồi cái mình là thi văn giáo lý của đức thầy ra, ngâm nga hiểu nghĩa đáng kiêu nhà, thực hiện lời dạy của đức thầy là lòng thiền giữ gìn sống chiều, sẽ tin niệm Phật mỹ điều mà ai, hay là phá chí tâm học hành kinh sáng, thoát nơi miền hắc ám phong ba, trở chân cho kịp long qua có mặt ấy là hiền nhân. Cho nên cô bác lật ra giáo lý rồi, bắt đầu là chúng ta học top 4 bài mà chúng ta cần học để sau này cô bác anh chị em mình dự thi. Cô bác biết 4 bài gì không? Ai biết được con thưởng liền, thưởng món quà rất là quý luôn quý vị. Có ai nhớ được cái bài nào mà thầy dạy chúng ta làm cái gì để đến được ngày hội Long Hoa không? Nhớ không quý vị? Nhớ không? Thôi con nhắc luôn nha. Bây giờ cái bài thứ nhất mà cô bác anh chị em chúng ta cần học đó là bài ăn chay. Ăn chay mới được vào hội nghe cô bác. Mà con nói gì có qua không? Chỗ nào là chứng minh mà đức thầy dạy mình ăn chay vào hội? Thì đức thầy cho biết nè quý vị, trong tăng giáo ân cần mở đạo trường ngoại bang, phục đạo như xưa, Phật tiên dần truyền lọc lừa, chúng sanh rạng nhớ mũi dưa hồi này. Mũi dưa mới được vào hội nha quý vị. Chứ còn mình mà hễ cắt cổ lột da lẫn dò bẻ cánh mổ bụng người ta thì thưa quý đồng đạo, cái đó là sát nghiệp nặng nề, không có điểm để trở thành là hiền nhân mà vào trong cái ngày hội được thưa quý đồng đạo. Cho nên á, con người lớn lên rồi đó, có 3 cái nghiệp mà cô bác anh chị em thường nghe đức thầy nhắc đó. 1 là thân nghiệp do sắc thân gây nên, 2 là khẩu nghiệp do miệng lưỡi gây nên, 3 là ý nghiệp do ý tưởng gây nên. Trong đó đó quý vị à, lo nuôi thân này mà chúng ta phạm vào một cái điều mà con người ta ít khi tránh khỏi, đó là sát nghiệp. Phải không quý vị? Sát nghiệp, sát sanh, đức thầy cũng đã chặt chúng ta biết rồi. Thẻ chúng ta cứ sát giết thú vật chúng ta ăn hàng ngày ngon ngọt béo bùi đó, mà thay lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt thì ganh thành lửa chiến xanh. Cho nên nó quan quan tương báo, nó cứ theo đòi bài, hễ theo cái thước đo nhân quả thì mình sát một mạng thì phải đền một mạng, mà tâm dứt hại chẳng dứt trừ thì không thể nào thoát khỏi trần lao được. Đức Phật đã nói câu đó. Cho nên đó, bây giờ cô bác anh chị em mình muốn làm hiền con của tiên của Phật thì phải làm sao thưa quý đồng đạo? Là chúng ta phải là ăn chay. Nhưng mà có một câu là ăn chay không có nghĩa là thành Phật, nhưng muốn thành Phật thì phải ăn chay. Ăn chay tỏ dạ từ bi, không đành dắt sát vật nuôi thì khẩu ta, tai nghe tiếng chúng kêu la nở nào cắt cổ lột da cho đành, dâng lời Phật cấm sát sanh khỏi mang nghiệp báo, và lòng lành được tăng, phải không thưa quý đồng đạo? Cho nên khi mà chúng ta ăn chay thử đó quý vị, chúng ta sẽ tránh đi cái sát nghiệp và trưởng dưỡng được cái lòng từ bi hỷ xả của mình đó. Cho nên do đó cô bác anh chị em mới trở thành là một người Phật tử chân thành được, mà thầy nói làm Phật nhi phải được làm thành thì mới được giảng sanh cực lạc. Chứ con của Phật gì đâu mà hãy nói ra thì tánh hung hăng, đâm chém chặt bầm chắc chứ điều hữu dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Sao vậy được cô bác? Không được. Cho nên ai mà có muốn học thuộc cái bài thứ nhất mà đức thầy nói là để có mặt trong ngày hội Long Hoa sắp tới, thì tất cả cô bác anh chị em chúng ta phải phát tâm trường chay. Nếu mà ai chưa ăn chay, chúng ta ăn 4 ngày quý vị. Tại vì khi mà vào trong ngày trong đạo Phật giáo Hòa Hảo để trở thành là hiền nhân á, thì đức thầy dạy là cha cô
cũng bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Nhưng mà lần lần rồi thì thầy nói phận tu hành đạm bạc rau tư miễn cầu được an khương bốn bể là cho mình biết phải ăn chay để chúng ta đủ điểm. Cho nên bây giờ cô bác anh chị em mình đi theo đoàn Tú Tiên. Đoàn này đoàn Tú Tiên, cô bác còn nhớ cái tên không? Tú Tiên là gì cô bác nhớ không? À, Tú Tiên là tiếng tu, không có lu bu thịt cá, chỉ có tàu hủ lá với nấm rơm chứ không có cơm với gà nướng. Đoàn mình ăn chay làm con Như Lai là sống dài muôn thuở, không rài cô bác ăn mấy ngày chay rồi. Quá nhiều phải không? Có người xa xứ đạo nhưng mà vẫn phát tâm ăn chay thường. Đó đó là một cái điều mà rất là vinh diệu thưa quý đồng đạo. Vậy thì cái bài thứ nhất á, con đã nêu lên cái đáp án mà Đức Thầy cho chúng ta biết là cái bài thi là phải ăn chay mới được vào hội. Chuyện này cô bác anh chị em mình kẻ xa người gần cùng phát tâm với nhau để mình ăn trường chay ha. Được không? Được chứ sao không? Rồi đến cái bài thứ hai. Tại vì ở phía sau con cũng còn mấy vị giảng viên nữa quý vị, cho nên lên tâm tình quý vị thì con sẽ hạn chế rất là nhiều để làm sao mà vừa cô bác anh chị em vừa nghe cho nó đủ cái thời lượng chương trình thôi. Với lại thời gian ban tổ chức cho phép thì mình làm gọn vậy để tuân thủ được cái tinh thần của anh em trong đoàn. Thì cái bài thứ hai đó quý vị, ngoài cái bài ăn chay đó chúng ta phải giữ giới nghe thưa quý đồng đạo. Bài này Đức Thầy dạy mình rõ ràng lắm, thấy không? À, Đức Thầy nói khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Đó, cho nên khi vào trong đạo rồi thì trong cái bài điều kiện vào đạo ở tôn chỉ hành đạo Đức Thầy có dạy rõ lắm. Không người nào được phép tự xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức dù không xưng thôi đạo hay chưa bị bôi tên cũng phải chịu trách nhiệm trong việc làm của họ và bị coi như kẻ ngoại đạo. Nếu mà cô bác anh chị em mình mà là người hòa hảo rồi mà cô bác không chịu giữ 8 điều răn cấm, giữ theo cái giới luật của đạo thì chúng ta sẽ bị coi như là người ngoại đạo. Đó, cho nên cái bài này cô bác anh chị em cũng phải học thuộc. Thầy hỏi con ơi con có giữ giới không? Nó dạ thưa thầy, con không có thuộc. Không có thuộc thì sao? Có một cái câu chuyện nghe cũng nó khôi hài nhưng mà đây là sự thật quý vị. Hồi trước cái quý cô tu ở trong cấp á, có bà ba ở Sài Gòn, bà vô bà tu nhưng mà bà không có để tóc, lúc nào cô cũng hớt tóc như con vậy nè, rồi thấy trời trội vậy đó. Cái người ta thấy cô là cái người mà không phải là tín đồ Phật giáo hòa hảo, rồi mới mời cô về hỏi coi cái việc tạm trú của cô như thế nào. Hỏi vậy chứ bà ơi bà tu theo đạo nào? Ấy bà nói dạ con tu theo Phật giáo hòa hảo. Cái anh này anh cũng biết luật mà quý vị, anh hỏi vậy chứ tu theo Phật giáo hòa hảo thuộc 8 điều răn cấm không? Bà nói không, nhốt quà 8 ngày. Không thuộc là nhốt 8 ngày. Thưa quý đồng đạo, mình mới thấy được 8 điều răn cấm là linh phù hộ mệnh, là linh phù hộ mệnh cho mình đó quý vị. Cho nên đó, mình giữ giới luật rồi, đó là một cái hàng rào vững chắc để ngăn ngừa tất cả những thói hư tật xấu, để ngăn ngừa những cái ác duyên từ ở bên ngoài làm cho chúng ta không vi phạm. Từ đó chúng ta lại phát triển cái hạnh lành mình lên để chúng ta đầy đủ cái phước duyên, đầy đủ được cái công quả tu hành của mình thành đạo quả sau này thưa quý đồng đạo. Cho nên do đó cái chỗ nào mà Đức Thầy nói giữ giới luật để vào đạo đây thưa quý vị, đây là cái bài thi mà Đức Thầy ra cái đáp án. Trong quyển 3 cô bác anh chị em chúng ta đọc lại đó, chúng ta mới thấy được Đức Thầy dạy cho chúng ta đó giữ giới mới được vào cái ngày hội sắp tới. À, thầy dạy chỗ nào quý cô bác anh chị em còn nhớ không? À, Đức Thầy cho biết là chúng ta phải cố gắng hen, 8 điều răn cấm là phải giữ gìn. À, nếu mà không giữ gìn sau này vô khó lắm. À, thầy nói đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sau coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần, điếm đàn đỉ thỏ chớ gần, để sau xem thấy non tần xôn xao. Cho nên mình thấy rằng Đức Thầy dạy cho chúng ta cái bài thi thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng giữ giới luật hàng ngày. Vậy thì cái đáp án thứ hai là cô bác anh chị em mình phải cố gắng về giữ giới ha. À, người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn, tủ nhiễm vào thân thể bất an, sắc mới nói ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, mấy ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên chữ tài của khổ riêng một kiếp. Như vậy thì ai còn cờ bạc nè, còn nghiện ngập nè, còn rượu chè be bét nè, thì thưa quý đồng đạo chúng ta hãy bỏ đi.
phải không quý vị? Thì kể từ nay khi quy y rồi thì quy y thì khá lòng y, giữ lòng thanh tịnh để từ bi giúp đời. Đó là cái đáp án thứ hai. Và cái đáp án thứ hai ba đó, cô bác anh chị em chúng ta muốn được vào hội, bài học mà chúng ta cần thuộc đó là gì quý vị? Là cúng lại. Mới nãy anh em mình đã đi hết sức đông rồi, nhưng mà trên này thì mình cúng lại có một số, còn một số cô bác anh chị em ở dưới lời lành mắt lắp tai ngơ, đua theo vật chất mượn hờ đàn tiên. Tới cái giờ cúng rồi là cái bổn phận sự của chúng ta đối với tam bảo, đối với nợ tứ ân mà chúng ta cần phải trả, thì cô bác anh chị em chúng ta lại lơ là. Mà nếu không chịu cúng lại thì chúng ta có đủ điểm để chúng ta trở thành hiền nhân đức hạnh không? Có không quý vị? Không quý vị à. Cho nên Đức Thầy nói lo lo liệu liệu chịu tiếng trần, có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ trầy rèn chẳng kịp, khuyên ai khuyên sớm ráng chuyên cần. Cho nên có một hội này lập lấy thân là chúng ta phải sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chung giữa kế. Cho nên cô bác anh chị em cứ nghĩ rằng có đôi khi người ta nói tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Nghe cái câu này cái tự nhiên nói thôi giờ tôi tu rồi, đến cảnh giới cao rồi, tôi không có cúng lại gì trơn. Thì cái điều này là ngộ nhận, một sự ngộ nhận đáng thương hại vô cùng thưa quý đồng đạo. Chứ thật ra đó quý vị à, thầy dạy mình tu sửa là một cái công án rất đặc biệt, không phải đợi tới thời cúng mà chúng ta mới sửa mới tu. Phải không quý vị? Không phải đợi lại quỳ mà chúng ta mới tu, mà ngồi đâu cũng sửa, tức là ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà. Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc, tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi điều kiện. Còn cái thờ cúng này nè, thưa quý đồng đạo, hàng ngày mình phải lễ bái, đó là bổn phận sự mà chúng ta cần phải làm. Chính Đức Thầy là một vị Phật đó quý vị, mà Thầy còn cúng thì chúng ta là đệ tử, tại sao không cúng? Mình đặt ra các câu hỏi đó coi. Và có anh này á, anh nói dạ thưa Thầy, nhà con á thì cực quá Thầy ơi, bận rộn dữ lắm. Chiều mà con cúng thì con cháu nó làm sùm hết trơn à, con cúng không có được, chật chội quá đi. Cái con cúng thời được không Thầy? Thì mới nói Thầy mới không có giải thích là được hay không, nhưng mà Thầy hỏi lại ông chứ ông có làm ruộng không? Ông nói dạ thưa Thầy có. Thầy hỏi vậy chứ bây giờ khi mà ông muốn canh tác rồi ông xạ lại cái đám ruộng mới đó thì ông cài ông phải làm sao? Ông nói dạ thưa Thầy con cài liếp chở đất lại cho nó tốt Thầy. Thầy nói giờ ông cài liếp rồi còn liếp ông bỏ, rồi cài liếp rồi bỏ liếp được không? Ông nói dạ không được Thầy. Thì thưa quý vị, Thầy dạy mình có hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút mà tập tu nguyện cầu. Mà cái pháp tu cầu này đó thưa quý đồng đạo, cái thứ nhất đó là dùng hình thức để chuyển hóa nội tâm của chúng ta. Hàng ngày cô bác anh chị em đến đây ngôi Cửu Quyền, ngôi Tam Bảo, ngôi Thông Thiên, chúng ta thành tâm chúng ta lễ bái vậy là để làm gì? Là chúng ta thực hiện cái pháp sám hối, ăn năn những cái việc mà lỡ lầm tội lỗi mà chúng ta đã làm qua, phải không quý vị? Và chúng ta phải phát triển được cái hạnh lành, từ đây sắp đến là chúng ta học theo cái hạnh Phật. Nay con quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật, Phật đạo. Vậy thì hàng ngày mình đến đây mình nguyện cầu đó là để mình thực hiện những cái lỗi lầm mà chúng ta đã tạo trong kiếp sống, bây giờ chúng ta bỏ nó đi, để rồi chúng ta được có gì? Phát triển được cái tâm từ bi đức hạnh của mình, tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật, phước thừa trời ban, tu cầu thoát chúng gian nan, cầu trong chư quốc chư ban giao hòa, tu cầu yên nước lợi nhà, Cửu Quyền thất tổ Diêm La thoát hình, tu cầu Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao, tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Phải không quý vị? Cho nên bây giờ đó, cái pháp môn tu cầu này là một cái pháp môn mà khi cô bác anh chị em chúng ta thực hiện cho nó đúng mức thì có 6 cái lợi ích rất là lớn. Đó là thiền, tịnh, định, huệ, phước và duyên. Cho nên cái pháp tu này không phải là một pháp tu đơn giản mà như bao nhiêu người khác khách quan rồi họ nhận định thế này thế kia. Mà Đức Thầy cho biết là xả thân tầm đạo vô vi, nhiễm màu, thâm diệu, nan tri lão bài, cầm hương chấp lại hai tay đưa lên trên trán nguyện bài quy y, nguyện rồi xá xuống tức thì, cấm hương rồi cũng đứng thì thẳng ngay, đọc qua lời nguyện một bài, cúi đầu bái tạ thần, lại luôn bốn lại tạ rài tông gia, bàn tay lật ngửa vậy mà chứ đừng lật sắp vì thầy tái sanh, đi xa thì cũng dặn rành, bàn thông thiên cũng thiệt hành như y, bốn phương đều đọc vậy thì, phải không? Thì tất cả chư quý đồng đạo chúng ta đều biết rằng cái pháp môn này là pháp môn vô vi chân truyền của nhà Phật. Mà Đức Thầy đã luận cho chúng ta biết 6 chữ, mà 6 chữ đó cô bác anh chị em phải đem vào tâm mình nghiền ngẫm, là nhiệm màu. Nhiệm màu là một cái pháp môn tối thắng rồi quý vị. Cái sự màu nhiệm của nó là không thể nào mà chúng ta đem những cái lời của thế gian này mà
có thể luận biện được. Có nghĩa là sự nhiệm màu trong tôn giáo, một cảnh giới trang nghiêm kỳ diệu mà kinh điển nói là bất khả tư nghị, tức là không có luận bàn được bằng cái lời, cho nên mới gọi là nhiệm màu. Mà Đức Thầy còn lại viết thêm hai chữ nữa quý vị, thâm diệu. Chữ thâm là sâu mà diệu là tốt đẹp. Thì thưa quý đồng đạo, nghĩ không nói, không có biết làm sao mà trong cái thế trí biện thông mình nghĩ hết cho được. Rồi nan tri, chữ nan tri, chữ nan là khó, chữ tri là biết quý vị, khó biết được những cái điều màu nhiệm đó mà hôm nay Đức Thầy đã trình bày cho chúng ta biết bằng cách cúng lại. Cho nên đó là Phật Nhi phải được lòng thành thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái pháp môn này được, thưa quý đồng đạo. Cho nên Đức Thầy nói thường nguyện cầu siêu độ tổ tông với bá tánh vạn dân vô sự. Cô bác nghĩ coi đó, chúng ta không có đủ cái khả năng để hàng ngày chúng ta đền đáp lại tứ đại trọng ân mà chúng ta đã thọ, phải không quý vị? Thì cô bác chỉ cần đến đây để chúng ta thắp lên nén nhang, rồi thành tâm chúng ta cúng nguyện vậy đó mà chúng ta đền ơn được tứ ân. Cho nên Đức Thầy nói thường nguyện cầu siêu độ tổ tông với bá tánh vạn dân vô sự. Quý vị thấy không? Đơn giản lắm một cái pháp môn mà chỉ cần cúng lại, nhân ra chỉ có 15 phút hàng ngày hả quý vị, mà hai thời chỉ có 30 phút chứ nhiêu. Mà nếu cô bác anh chị em nào mà siêng nữa đó thì nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu mong bá tánh sớm ưa tu hành thêm thời trưa nữa, thì cô bác anh thấy sao? Thế mà chúng ta làm ruộng mà làm nhiều thì năng sức thì sao quý vị? Càng nhiều mà chúng ta tu tập để tích đức mà cô bác anh chị em mình hàng ngày cúng lại nhiều thì sao? Phước nhiều, phải không? Nếu mà ai mà rảnh rỗi công việc nữa, mình cúng thêm thời khuya, phải không quý vị? Nguyện khuya, sớm khuya bá tánh cần chuyên nghe lời giải bảo cảnh tiên dự kề. Chèn ơi, một ngày mà làm hết 4 thời tí ngọ mẹo dậu cúng lại điều rang như vậy đó, thưa quý đồng đạo, mới đủ điểm mà. Cái bài đó chúng ta thuộc lào lào, hỏi đến cúng lại con nhớ không? Dạ nó, thưa thầy, thầy giải cúng lại con cúng 4 thời thầy ơi, ngon lành. Quý vị điểm 10 không à? Vậy thì chuyến này về sao tinh tấn lên ha. Cúng lại 2 thời giờ lên 3 thời, hễ 3 thời mà thấy ngon ngon lên 4 thời. Thật ra quý vị, thế giới cực lạc Đức Phật và đại thánh chúng ở bên kia đã cúng lần 6 thời, phải không quý vị? 6 thời mà mình ở đây mình cúng 4 thời là thua 2 thời. Cho nên cô bác anh chị em ơi, phải gắng lên. Biết mình đi trễ rồi sao? Phải dốc sức ha quý vị, phải cố gắng lên nghe. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Đó là cái bài thứ 3 mà con muốn trao đổi cùng cô bác. Đó là 3 bài, phải không? Tới cái bài cuối cùng, ngoài cái bài cúng lại này, cô bác anh chị em còn nhớ cái bài nào mà Đức Thầy dạy chúng ta thực hiện được chúng ta sẽ vào ngày hội Long Hoa không? Còn nhớ mới nãy đệ tặng sau thời cúng, nó kêu cô bác anh chị em mình hãy thành tâm xá ba xá, chắp tay lên trán, ngó về nơi trần già để chúng ta làm gì đó quý vị? Làm gì? Niệm Phật, phải không quý vị? Niệm Phật mới được vào hội. Mà cái bài này đó quý vị ơi, Đức Thầy khổ công Thầy dạy cho chúng ta nhiều lắm, phải không quý vị? Liên qua chính phẩm ở Ngọc Tòa, được lệnh thiên đình nấy sai ta, hiệp sức tới Thầy truyền diệu pháp cho đời, thấu tỏ đạo ma ha. Thì thưa quý đồng đạo, xuống đây Thầy dạy chúng ta làm gì đây quý vị? Thể một đoạn giảng thì Thầy khuyên chúng ta niệm Phật, thể một trang Thầy khuyên chúng ta niệm Phật, một bài chúng ta Thầy cũng khuyên niệm Phật nữa, thưa quý đồng đạo. Cho nên niệm Phật là một cái pháp môn thù thắng, là phương tiện thù thắng của Như Lai trong cái cõi đời hạ quân mạt pháp này mà Thầy có thiên sứ Thầy dạy cho chúng ta. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ, phải không quý vị? À, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta làm sao? Hãy cố gắng niệm Phật làm lành quý vị. Muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Thì Đức Thầy đã đem cái pháp môn tịnh độ để dạy cho mình. Đó là cái bài thi thứ 4 mà chúng ta được vào hội. Đáp án ở bài nào cô bác anh chị em còn nhớ không? Nhớ không quý vị? Học giáo lý mà mình phải nhớ cái bài của Đức Thầy khuyên, đằng sau này mình mới có được cái điều kiện mình vô thi. Thì thưa quý vị, ai hỏi mình chứ muốn vào hội Long Hoa thì phải làm thế nào, kiếm bài nào đây? Thì cô bác trả lời liền: mong cầu gặp Phật hội Long Hoa, con ráng trì tâm niệm Phật Đà. Thấy không quý vị? À, Đức Thầy dạy cho cô hai gương, muốn đến ngày hội Long Hoa thì con hãy ráng thành tâm niệm Phật, thưa quý đồng đạo. Cho nên chúng ta sau cái thời lễ bái rồi, cô bác anh chị em ngồi xuống, bắt đầu chúng ta thắp lên cái ý nguyện: mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đỏ xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa. Thưa quý vị, không tốn sức mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả.
chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà cô bác anh chị em chúng ta niệm nhất tâm thì đều được giảng sanh cực lạc ngon lành. Cho nên đó, Đức Thầy khuyên nè, lòng thương chúng thiếu thương tịnh độ, đẳng dắt nhiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng thì thoát mê đồ, nhất cuộc linh hồn. Thưa quý đồng đạo, không có cái pháp môn nào mà bằng cái pháp môn niệm Phật trong cái cõi đời hạ quân mạt pháp này. Thầy nói đời này vốn một lời hai, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì, đời này dành vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả cho xong. Phải không quý vị? Một mà thầy đền bù cho mình tới hai lần quý vị, thì ngu dại gì mà chúng ta còn chần chờ mà không niệm Phật sớm hơn quý vị. Cho nên bây giờ phải gấp niệm Phật nghe thưa quý đồng đạo. À, lòng hiền giữ dạng sớm chiều xem kinh niệm Phật, mỹ miều mặt ai thì thưa quý đồng đạo. Con xin tóm kết lại bốn cái đáp án mà Đức Thầy đã dạy chúng ta. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, thì kiếm bài là kiếm ăn chay là bài thứ nhất, làm lành là bài thứ hai, phải không? Rồi cúng lại là bài thứ ba, và niệm Phật là bài thứ tư, phải không quý vị? À, còn một cái bài nữa làm lành quý vị. Con nói mà còn thiếu một cái bài làm lành. Làm lành là gì quý vị? Làm lành là lúc nào cái người Phật tử á, chúng ta cũng phải thanh lọc cái tư tưởng của mình. Việc đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào đó là những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Phải không quý vị? Hồi chưa tu á, thì chúng ta còn lưu vô chuyện thế. Tu còn ai ô sân si, tu còn nhiều tanh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật vừa kề, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thương. Chúa tình tâm đột nén tâm hương, nguyện rằng đệ tử một đường lo tu, ăn năn kẻo uổng công phu. Đó, đến đây mới vỗ tay nè. Dạ không có sao, vỗ tay nhiều chừng nào tức là mình tán dương công đức của Đức Phật đã hoàn pháp lợi sinh, rồi mình tán dương kinh điển của nhà Phật lời vàng ý ngọc xong mà nó hay quá, vỗ nữa đi quý vị. Thì thưa chư quý đồng đạo, đó là cái bài học mà làm lành mà Đức Thầy nói cho ông Lê Văn Tốt như vậy nè quý vị. Thầy nói là làm cho rồi phận tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ năm non, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ơi, tu hành sẽ được thảnh thơi, lại xem được Phật được trời báo thai. Thân hành đạo đắng cay phải chịu, phận làm người phải liệu cho xong, cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chẳng vẹn thì khó hồng thảnh thơi. Cho nên bây giờ là chúng ta phải làm lành, mà làm lành trong đó cô bác anh chị em chúng ta phải làm sao? Tức là phải thực hiện được cái thập thiện mà Đức Thầy dạy, không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không dụng ngữ, và không tham lam, không sân nộ, không mê si. Thì Đức Thầy cho biết là trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Hay hoặc là ác trừ sâu hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, thưa quý đồng đạo. Cho nên qua đó quý vị à, có 5 bài mà chúng ta cần học, đó là thêm một bài làm lành nữa quý vị, là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài. Tức là phải giác ngộ rằng cái đời hạ quân tạm giả này chỉ còn một lần chót nữa thôi, mà Đức Thầy nói có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân. Phải không quý vị? Thầy của chúng ta là một ông thầy giáo xuống trần này rồi đó, thì thầy dạy cho tất cả chúng sanh biết ăn ở hiền lành, tu theo giáo lý của ngài đó, nào là thực hiện tứ ân, nào là tu hành thập thiện, nào là tin theo bát chánh đạo để chúng ta cố gắng tri hành hợp nhất, rồi còn phải là dùng cái pháp môn niệm Phật. Đó là một cái pháp môn tổng trì mà chúng ta cần phải thực hiện. Thì thưa quý đồng đạo, nếu mà có thực hiện được như vậy nè quý vị, thì thầy của chúng ta là vị giám khảo để chấm bài cho chúng ta sau này. Phải không quý vị? Chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ, dắt lành về ngôi thưa quý đồng đạo. Cho nên nó qua đây chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, mà thầy chúng ta là giám khảo. Rồi bây giờ khi mà bước vào trong cái trường thi đó thì đậu rớt như thế nào cô bác anh chị em mình biết không? Đậu là chúng ta vinh diệu lắm nha, còn rớt thì lúc đó sao quý vị? Đau khổ lắm. Phải không quý vị? À, cho nên Đức Thầy mới nói câu này nè quý vị. Sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhung thế giới khắp tràn đến thi,
chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi, chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu à, tham sang quyền quý dạy ngu, chữ tham danh vọng thì sao, như mù đi đêm, thưa quý đồng đạo, đau khổ vô cùng. Là cái người sao, người đó thi không có thuộc bài, nhưng mà khi đậu rồi thì sao quý vị? Thầy nói bản hổ danh đề tên chí sĩ, đem tài thao lực giúp nông sông, chàng ơi sen vàng cái nào cái này lớn lớn gì đang chờ mình đó quý vị. À, đức thầy nói là gái trai lớn nhỏ ân cần, chùi lão vẹn mặt thì gần thánh thiên, tây phương đua nở hoa liên, rước người tu à, rước người hữu phước thiện duyên từ hòa ngon lành ha quý vị. À, vị nói chúng ta có sẵn dành hết trơn nha. Ở quý cô bác anh chị em, chúng ta hãy phấn đấu là những người học trò rất là tiên tiến, phải không quý vị? Luôn lúc nào chúng ta cũng học thuộc bài của đức thầy, luôn lúc nào chúng ta cũng thực hành theo pháp môn mà đức thầy đã chỉ dạy, để rồi chúng ta được trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, để trở lại cứu vớt chúng sanh, thực hiện được những di ngôn thánh huấn của đức thầy, thì như vậy chúng ta mới xứng đáng quý vị. Cho nên là qua đây thì những phút giây mà ban tổ chức cho phép con được gặp gỡ cô bác anh chị em trọn vẹn mình nói hơi leo lề ha quý vị, mong ban tổ chức quan hệ thì thương cái đồng đạo. Buổi hội hôm nay con cũng giúp chúng ta con nhớ lại lời giáo huấn của đức thầy, cũng giống như lại làm những cái bổn phận mà người con đối với cái dĩ nghiệp của người cha dạy. Cho nên là chúng ta càng hiếu thuận từ hoài chừng nào thì cha của chúng ta đã thường hay gần gũi và ban phước huệ nhiều chừng ấy, thưa quý vị. Cho nên qua đó thì con mong muốn rằng sau cái chuyến đi này về, tất cả cô bác anh chị em chúng ta đều trên dưới một lòng, và đức thầy đã dạy chúng ta đó, từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn cho báo ngọc ngà giàu sang, không có gì bằng cái tình hòa hảo mà nó lan tỏa đi khắp nơi hết quý vị. Cho nên là ở Cà Mau mà cô bác anh chị em mà gặp cái gì đó mà khó khăn cơ nhở là tụi con phải xuống đó liền, phải không? Chúng con cũng thực hiện cái chuyến đi mà Cà Mau mới đi khánh hội về, cũng thấy thương anh em ở dưới quá à, lúc này hạn hán quá chừng đi, cho nên là phải đem gạo đem mì, rồi có đôi khi là phải khoan cái nước cho cô bác anh chị em ở dưới đó, để có đầy đủ được cái phương tiện vật chất trong cuộc sống mình, thì cái tình hòa hảo anh em lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa giới thuận chớ lìa chớ phân, như vậy đó mình mới thực hiện được cái hoài bão to lớn của đức thầy đã từng mong ước. Đức thầy nói ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, thì chúc cầu cho tất cả cô bác anh chị em, người người như một, nhà nhà như một, chúng ta đều phát tâm tu, thực hiện lời dạy của đức thầy là cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng quà vợ thương cháu con thảo xin phép diễn đàn hát xin một lần nữa nguyện cầu cho tam bảo chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả cô bác anh chị em luôn lúc nào cũng thân tâm khang kiện phước. À, gia đình của chúng ta luôn được an lành ấm no hạnh phúc trong tường quan của Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.